Đây là cách giúp bạn sống sót khi bị sư tử tấn công. Mỗi năm sư tử giúp khoảng 25 cho tới 200 người đăng xuất trái đất, nên là cái khả năng bạn bị sư tử tấn công rất là thấp. Nhưng nếu bạn lỡ gặp phải một con sư tử thì đây là cách giúp bạn sống sót. Có hai biểu hiện bạn nên chú ý khi gặp sư tử. Biểu hiện thứ nhất là nó giả vờ tấn công bạn, gào thét và vẫy đuôi. Điều này có nghĩa là nó đang cảm giác bị đe dọa. Biểu hiện thứ hai là khi con sư tử đứng yên hoặc là đi khum khum xuống đất. Trường hợp này sẽ tệ hơn vì chúng đang xem bạn như bữa ăn. Lúc này thì bạn chỉ có thể tới bến với nó thôi, ai hơn thì sống. Đã có trường hợp một người đàn ông ở châu Phi tay đôi với sư tử, ông ta chiến thắng và biến con sư tử thành một bữa ăn. Sư tử thường săn mồi vào ban đêm và lúc có bão, nên nếu bạn ở nơi có sư tử thì hãy né ra ngoài đường vào lúc này. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể chạy thoát được một con sư tử thì bạn hãy quên đi, vì chúng có thể chạy tới 80 cây số một giờ. Bạn cũng hãy bỏ ý định leo cây vì chúng sẽ dí bạn lên tới trên cây luôn. Khi đối diện với một con sư tử, bạn hãy đứng thẳng lên, lùi từ từ và nhìn thẳng vào mặt của nó. Và mình nhắc lại một lần nữa là bạn phải nhìn thẳng vào mắt của chúng chứ đừng nhìn vào chỗ khác. Bạn chỉ cần quay qua chỗ khác một giây, quay lại một cái sẽ được một vé xuống chầu ông bà nơi suối vàng. Đây là bí mật của những vật dụng hàng ngày có thể chưa ai nói cho bạn biết. Bây giờ nói tới Listerine, bạn sẽ nghĩ tới nước súc miệng. Nhưng thực sự ra lúc đầu Listerine được quảng cáo là nước lau nhà và dung dịch chữa bệnh lậu. Sau một thời gian bán cực kỳ ế thì công ty này quyết định biến nó thành dung dịch súc miệng, và lúc này thì nó lại cực kỳ thành công. Giấy gói đồ Bubble Wrap không phải lúc nào cũng được xem là giấy gói đồ. Chủ nhân của giấy gói hàng Bubble Wrap có ý định ban đầu thiết kế giấy này ra để làm giấy dán tường. Bị thất bại thảm hại, họ quyết định chuyển qua dùng nó làm giấy cách nhiệt cho nhà kính. Lúc này sản phẩm cũng thất bại không kém, không ai thèm mua cho tới khi họ quyết định bán nó dùng làm giấy gói hàng thì rất là nhiều người mua. Bây giờ người người nhà nhà dùng bàn phím để gõ thông tin vào máy tính. Nhưng thời xưa người phát minh ra bàn phím, hay nói đúng hơn là tiền thân của bàn phím, máy đánh chữ không có ý định cho nhiều người dùng một cách đại trà. Pellegrino Turri, một nhà phát minh người Ý, thấy bạn Carolina Fantoni de Fevazon không viết thư cho mình được, thế là ông quyết định phát minh ra máy đánh chữ để người bạn khiếm thị của mình có thể gõ chữ viết thư cho mình. Đây là con mèo đầu tiên bay vào vũ trụ trong lịch sử loài mèo. Felicette, một con mèo đến từ Pháp, là con mèo đầu tiên được du hành không gian. Các nhà khoa học quyết định cho mèo bay ra ngoài vũ trụ vì loài mèo được sử dụng trong nghiên cứu sinh lý học thần kinh thời đó. Họ muốn dùng loài mèo để nghiên cứu xem nếu du hành ngoài không gian thì sẽ có ảnh hưởng gì đối với cơ thể của con người. Thế là các nhà khoa học Pháp quyết định huấn luyện 14 con mèo cho chương trình bay vào không gian, một trong những con mèo đó là Felicette. Cuối cùng Felicette được chọn vì trọng lượng nhẹ của cô mèo này. Felicette là con mèo đầu tiên sống sót sau khi trở về từ vũ trụ, nhưng mà cũng vì vậy nên cuộc đời cô từ đó kết thúc. Các nhà khoa học muốn nghiên cứu bộ não của Felicette sau khi du hành không gian nên cô mèo nhanh chóng phải chịu cái chết nhân đạo. Và đó được xem là sự hy sinh vì mục đích cao cả. Tháng 11 năm 2017, một công ty tại Pháp đã kêu gọi vốn để xây một đài tưởng niệm cho Felicette. Ngày tận thế đã đến gần và đây có thể là lý do tại sao một trong những dòng sông nổi tiếng nhất lịch sử loài người, Euphrates, đang cạn dần. Sông Euphrates chảy qua Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Đây là dòng sông giúp hình thành nền văn minh Sumer, nền văn minh sớm nhất lịch sử loài người. Bây giờ dòng sông đang trở nên ngày càng khô cạn hơn, hé lộ những bí mật ở dưới sông, những cổ vật của những nền văn minh lâu đời. Có người tìm thấy vàng, hoặc thậm chí là cả một thành phố được chôn vùi dưới dòng sông này. Nhưng điều thú vị nhất ở đây là những hang động ở dưới đáy sông. Các nhà khoa học không biết ai làm ra những hang động này, nhưng khi các chuyên gia tôn giáo nhìn vào thì họ hoảng hồn, vì cả trong kinh thánh của Kitô giáo và Quran của người Hồi giáo đều có nói về việc khi sông Euphrates cạn đó là dấu hiệu của sự tận thế. Trong cuốn sách cuối cùng của kinh thánh, sách Khải Huyền, có nói về việc này và bạn có thể dừng lại để đọc. Chuyện này nghe quá là trùng hợp, và câu hỏi được đặt ra đây là liệu bạn có tin rằng ngày tận thế đã sắp tới với bạn hay không? Đây là những bức hình có 102 hiếm nhất lịch sử loài người. Bức hình này chụp được chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng đi ra từ tàu Titanic. Những người trong bức hình này là những người sống sót cuối cùng từ thảm họa chìm tàu Titanic. Chúng ta đã nghe nhiều về anh em nhà Wright và chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới của họ. Và bức hình này chụp được cảnh chiếc máy bay đó cất cánh lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Đây là bức hình gây ám ảnh, chụp ngay lúc quả bom hạt nhân chạm đất ở thành phố Nagasaki. Chỉ vài giây sau khi bức hình này được chụp thì hơn 75.000 người thiệt mạng. Mình thực sự không biết là cameraman có bất tử sau khi bức hình này được chụp không nữa. Những chi tiết được chụp trong bức hình này không có gì đặc biệt cả, nhưng bản thân bức hình này thì rất là đặc biệt. Đây là bức hình đầu tiên được chụp trong lịch sử loài người bởi một nhiếp ảnh gia người Pháp. Và cũng tương tự như vậy, đây là bức hình tự sướng đầu tiên trên thế giới, được chụp bởi Robert Cornelius, một nhiếp ảnh gia người Mỹ. Đó giờ chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh của tháp Eiffel, nhưng bạn đã thấy được hình tháp Eiffel khi đang được xây chưa? Đây là tượng nữ thần tự do bây giờ, còn đây là mặt của tượng nữ thần tự do khi đang được unbox. Đây thực sự là thành phố đến từ tương lai. Vương quốc Ả Rập Xê Út công bố trong năm nay sẽ bắt đầu xây dựng một siêu thành phố có tên là The Line. Phố này sẽ cao 500 mét, cao hơn cả tòa nhà Empire State ở New York, Mỹ. Ngoài ra, thành phố này sẽ dài 170 km, nếu bạn đi bộ phải tốn khoảng 40 giờ mới đi bộ hết toàn thành phố. Và toàn bộ thành phố sẽ nằm trong một bức tường làm bằng kính. Điểm mình thấy cực kỳ điên rồ đây là người ta sẽ sắp xếp các dịch vụ tiện ích lại gần với nhau, chồng lên theo kiểu 3D để đảm bảo rằng bạn đi đâu cũng chỉ tốn 5 phút, ví dụ như là đi học, đi làm, đi chơi, đi mua sắm. Nếu bạn muốn đi từ đầu này sang đầu kia của thành phố thì bạn chỉ cần đi tàu tốn khoảng 20 phút, không cần xe nên cực kỳ thân thiện với môi trường. Ngoài ra nó được đặt ở vị trí mà 40% dân số thế giới chỉ cần 6 giờ bay là tới ngay, nên bạn có thể tha hồ tới mà tham quan. Thành phố sẽ được xây dựng dọc núi, rừng và biển nên bạn tha hồ muốn đi đâu chơi cũng được. Điên rồ hơn nữa là The Line chỉ là một trong 3 dự án mà Vương quốc Ả Rập Xê Út đang xây. Vậy nếu mà thành phố này được xây xong thì bạn có muốn dọn tới đó sống không? Đây là câu chuyện có thật về người đàn ông mang thai em trai của mình trong suốt 36 năm. Người đàn ông đó có tên Sanju Bhagat, tới từ Ấn Độ, được dân làng biết đến với cái bụng cực kỳ to của ông. Ai nhìn vào cũng có nghĩ rằng ông mang thai được 9 tháng rồi. Ông cứ để bụng của mình như vậy, không thèm đi khám, cho tới một ngày khó thở quá không chịu nổi, ông quyết định đi cấp cứu. Bác sĩ nói rằng có một khối u trong bụng ông càng ngày càng lớn, làm cho ông khó thở, phải phẫu thuật ngay. Nhưng mà trong lúc phẫu thuật lấy khối u thì thay vì thấy được khối u, bác sĩ thấy một thứ khác. Bên trong bụng Sanju có một cơ thể của một con người cực kỳ dị dạng, có một số bộ phận cơ thể đã được phát triển hoàn toàn. Hóa ra ông Sanju bị một căn bệnh cực kỳ hiếm có tên Fetus in Fetu, tạm dịch là thai trong thai. Căn bệnh này thường xảy ra đối với những cặp sinh đôi, khi mà một em bé nằm trong bụng của một em bé khác khi nằm trong bụng của mẹ. Ca phẫu thuật thành công và ông Sanju sức khỏe trở lại bình thường. Nhưng mà bác sĩ phẫu thuật thắc mắc rằng tại sao trong suốt 36 năm nay ông Sanju không thèm đi khám để không biết rằng trong bụng mình không phải là khối u mà chính là người em trai song sinh của ông. Đây là một bài test kiểm tra đạo đức. Bạn hãy làm để xem đạo đức của bạn như thế nào. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Chị ruột của bạn nhờ bạn trông đứa con gái 5 tuổi của chị vì chị bận công việc không thể nào về kịp. Bạn cho cháu gái đi ngủ, sau đó ra phòng khách xem tivi. Đang ngồi xem tivi, tự nhiên bạn nghe tiếng đập cửa rất là lớn. Bạn nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng rồi, ai còn đập cửa giờ này nữa. Thế là bạn lén lại gần cửa nhìn ra xem có ai đập cửa đùng đùng lớn như vậy. Bên ngoài là một người phụ nữ đang bị thương và rất hoảng sợ. Bạn hỏi thì cô ta nói rằng có một người đột nhập vào nhà cô ta và đang muốn sát hại cô. Cô van xin bạn mở cửa để cho cô vào vì kẻ đột nhập đang săn lùng cô. Bạn chuẩn bị mở cửa thì thấy phía xa xa có một người đàn ông cực kỳ cao to, cao khoảng 2 mét, đeo mặt nạ đen và cầm một con dao chạy lại. Người phụ nữ đập cửa kêu bạn mở cửa ra cho cô ta vô trước khi cô ta bị người đàn ông này bắt. Lúc này bạn chỉ có vài giây để ra quyết định. Bạn sẽ mở cửa ra cho người phụ nữ này vào, biết rõ rằng người đàn ông này có thể phá cái cửa vào sát hại cô ta, bạn và cả cháu gái của bạn. Hay là bạn để người phụ nữ đó ngoài, chạy đi gọi cảnh sát để bảo vệ bản thân mình và cháu gái trước, biết rõ rằng người đàn ông đó sẽ bắt được người phụ nữ đó và sát hại cô ta trước mặt bạn. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Đây là công viên giải trí ma ám nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Ark Poland. Một công viên giải trí đã từng làm mưa làm gió ở Hàn Quốc nhưng bây giờ chỉ là một đống đổ nát bị bỏ hoang. Ark Poland ngày nào cũng tiếp đón rất là nhiều khách, từng được xem là công viên giải trí nổi tiếng nhất châu Á. Sau Thế vận hội Olympics được tổ chức ở Hàn Quốc vào năm 1988, Ark Poland lại ngày càng nổi tiếng hơn. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi cho tới khi công viên đột ngột đóng cửa. Tất cả đều do con vịt, mà cụ thể hơn là tàu lượn siêu tốc hình con vịt ở công viên này. Nhìn nó dễ thương vậy thôi nhưng nó đã cướp đi rất là nhiều mạng sống. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào những năm 1990, khi đó tàu lượn siêu tốc bị trật đường ray, rất là nhiều người bị thương và một người thiệt mạng. Thay vì đứng ra xin lỗi và bồi thường thì công ty điều hành lấp liếm xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vụ tai nạn tiếp theo xảy ra vào năm 1999, cũng tại chiếc tàu lượn con vịt này. Nhiều người bị treo lủng lẳng trên chiếc tàu lượn và một bé gái thiệt mạng ngay tại chỗ. Sau vụ tai nạn này thì chủ công viên đột ngột biến mất, thế là công viên này bị bỏ hoang. Thay vì dọn dẹp sau vụ tai nạn, người ta để nguyên mọi thứ như vậy. Giờ bạn tới công viên sẽ thấy chiếc tàu lượn con vịt đáng sợ đó cướp đi mạng sống biết bao nhiêu người, nằm ngay vị trí tai nạn xảy ra. Đây là những thí nghiệm tàn độc nhất từng được thử trên cơ thể con người. Mọi chuyện bắt đầu với bác sĩ Joseph Magella, được mệnh danh là thiên thần của cái chết. Ông nổi tiếng với những thí nghiệm vô nhân đạo ông thực hiện trên cơ thể con người. Joseph từng là bác sĩ tại trại tập trung nổi tiếng Auschwitz. Thay vì cứu người thì ông thực hiện những thí nghiệm cực kỳ điên rồ trên cơ thể của tù nhân. Ông đặc biệt thân thiện với những tù nhân nhí, ngày nào cũng mang bánh kẹo và đồ chơi cho chúng. Có khi ông còn chơi đàn cho các bé nghe nên tụi nó rất là thích, còn gọi ông là chú nữa. Nhưng những đứa bé này nào biết được cái giá mà tụi nó phải trả cho những hành động tử tế này. Bác sĩ Joseph tin rằng nếu nước Đức sinh ra được nhiều cặp sinh đôi thì họ sẽ trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới. Đó là lý do ông giữ hàng ngàn cặp sinh đôi ở trại tập trung và thí nghiệm chúng. Những thí nghiệm ông làm trên cơ thể của những cặp sinh đôi này thực sự rất là man rợ. Một vài cặp ông sẽ phẫu thuật chuyển giới, trai thành gái và gái thành trai. Trong một vài thí nghiệm khác thì ông tiêm chất độc vào những cặp sinh đôi này để xem chúng dẻo dai như thế nào. Thậm chí ông còn bắt một số cặp song sinh phải có em bé với nhau, và nếu em bé không phải là song sinh thì ông sẽ thủ tiêu hết luôn. Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông là phẫu thuật 2 người thành 1, nghĩa là ông phẫu thuật và may những cặp sinh đôi dính lại với nhau. Thường những cặp sinh đôi may dính lại với nhau chỉ chịu đựng được khoảng 2-3 ngày là họ qua đời.